Em xin chào cả nhà nha, chào cả nhà đến với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em với Nâu sẽ làm một cái video về đời sống thì một lần nữa cho cả nhà xem. Thì cả nhà biết hôm nay, chủ đề hôm nay thì giống như cái phần mô tả thì em cũng đã nói đến cho cả nhà biết rồi đó. Thì cái phần mô tả là nói đến về những chú chó Bull Terrier, thì giống như của Nâu là cả nhà đó. Hiện tại trên thế giới thì có rất là nhiều những cái bài viết nói về Bull Terrier. Thì có nhiều bạn ở Việt Nam muốn chơi Bull Terrier nhưng mà các bạn xem những cái bài đó thì các bạn lại không có dám để mà mình thử một lần để mà nuôi Bull Terrier. Đó, thì Bull Terrier nó có thật sự là nó có dũng mãnh hay là nó có dữ, hay là nó có nhiều bài viết có nói là chó sụt bò thì cái hàm của nó cắn ngang ngửa với cá mập đó, cả nhà thấy không? Và nó lại là một chú chó chiến rất là nguy hiểm, không thể nào mà nuôi cạnh mình, cũng không thể nào mà gọi là sao ta, khó gần gũi đó. Thì cái cả nhà thấy Nâu, thì cả nhà cũng thấy em làm clip rất là nhiều về Nâu rồi. Thì có rất là nhiều, em có đăng trên những cái hội nhóm ở Việt Nam thì có rất là nhiều bạn muốn tìm hiểu về cái giống này đó. Thì hôm nay em sẽ gọi là sẽ giải thích cho các bạn biết về cái dòng Bull Terrier này. Nâu con ngồi ngoan à. Đó, thì Bull Terrier nó có một cái điều rất là dễ chịu, nó là nó rất là thích gãy cả nhà. Đây đó, cả nhà thấy không, cái mỗi lần mà mình gãy á, thì nó sẽ rất là ngoan, nó rất là ngoan. Và cái điều, một cái điều nữa là em xin nói với cả nhà luôn, Bull Terrier nó có thật sự là hung dữ hay là không, có giống như những cái bài báo viết hay không, nó là giống như những bài báo viết nói là một cái loài chó dũng mãnh, thì em xin khẳng định. Thì hồi xưa ở nước Anh thì năm khoảng năm 1810 mấy á, thì đó, thì cái thế giới Anh thì nó Bull Terrier thì nó được nhân giống ra. Thì sau nhiều năm sừng chủng thì nó Nâu có ngồi im nè, nó rất là thích nghịch cả nhà, nó rất là thích nghịch. Sau nhiều năm thuần chủng thì cái giống này nó được thuần hóa đi, và nó rất là hiền, nó rất là gần gũi với con người. Đây con nằm im coi đó, cả nhà, nó rất là gần gũi với con người ha. Thì thật sự cái dòng Bull Terrier này thì là một cái loại dòng mới ở Việt Nam, mà các bạn ở Việt Nam muốn chơi nó thật sự nó không có đáng sợ giống như là các bạn đã nói đâu, nó rất là hiền. Nâu con im coi nè, nó rất là hiền ở nhà, nó rất là thích gãy, rất là thích vuốt ve đó. Thì có rất là nhiều bạn có nhắn tin cho em hỏi, ồ anh ơi, em nghe nói là con Bull Terrier rồi đời chó sụt bò nó rất là hung dữ đúng không, thì không biết là có phải hay không, anh nuôi thì anh có thể cho tụi em biết là nó có hung dữ hay là không. Thì thật sự em muốn khẳng định cho cả các bạn biết thật sự nó có hung dữ hay không thì là do cái người chủ với lại cái cách ăn, cách cho ăn cả nhà đó. Thật sự thì mình, em thì em cho con Nâu nó ăn toàn là đậu chín, giờ mình nấu chín hoặc là cho nó ăn những cái hạt hoặc là rau củ á đó. Nó rất là thích vuốt ve ha, cho mình ăn rau củ thì nó hiền lắm cả nhà. Thì cái con gì nó cũng vậy hết, mình đừng có cho nó ăn máu tanh thì nó sẽ không tốt, với lại không tốt cho tính cách của nó, cũng như là không tốt cho cái đường ruột, cái đường tiêu hóa của nó. Thì cái dòng Bull Terrier này thì nó thật sự đến thời điểm hiện tại thì nó đang bắt đầu có cái xu hướng phát triển, và nó rất là, em thật sự em nói là nó rất là hiền cả nhà. Khi mà mình đi đâu xa về á, mình nó rất, nó ở nhà nó chờ, nó đợi mình á cả nhà. Nếu mà cả nhà biết em mà, thì em đi làm YouTube thì em cũng đi quay những cái nhiều nơi, thì mỗi lần em đi quay xa vậy á, giống như em cho nó ăn xong thì
em bỏ nó ở nhà xong em đi quay. Thì nó ở nhà nó có mình nó buồn hiu à. Đó, khi mỗi lần em đi về nó mừng lắm đó nha. Nó rất là thích vuốt ve. Đó, cái cần mình ở nhà mình dành thời gian mình vuốt cho nó thì nó chịu nè, nó rất là thích rờ cái bụng luôn cả nhà. Con nằm im cái nâu. À, rồi. Đó cả nhà. Đó. Cái nhiều bài báo thì nói là cái dòng này nó rất là hung dữ ngang cả pitbull. Đó, pitbull là dạng chó đấu cả nhà. Thì thật ra thì nó không có hung dữ mấy đâu. Thật sự nâu nó không có hung dữ, cái dòng này nó không hung dữ. Nó rất là hiền. Thì dòng Bull Terrier thì nó sẽ chia làm hai dòng là dòng Sanda và dòng Mini. Sanda thì tầm khoảng dao động tầm khoảng từ 23 kg trở lên, còn dòng Mini thì tầm khoảng từ 13 đến 15 kg. Đó, thì quan trọng là cách mình cho ăn, ví dụ nó khi cái dòng Mini mà cả nhà có thể nuôi lên tới 18 kg, 19 kg là do mình không có cho nó tập thể dục ở cả nhà. Nếu mình cho nó tập thể dục thường xuyên thì nó sẽ săn chắc lại, thì nó sẽ không có nặng ký. Đó, thì nhiều bạn cũng muốn nuôi cái dòng này nhưng mà các bạn lại sợ là nó gọi là nó hung dữ, nó háo thắng. Thật sự tụi nó thì nó rất là hiền, cả nhà thấy á. Nó thích nằm giống như nè. Đó, em gãi thì nó nằm vậy á. Để mà cả nhà biết, một cái con chó mà nó năng động, nó gọi là cái năng lượng nó nhiều quá thì nó sẽ thích đùa giỡn. Đó, khi mà mình muốn nó khỏe lại với lại cho nó hiền đi thì mình sẽ tiêu hao đi hết cái năng lượng của nó bằng cách là mình dẫn nó đi chơi nè, thì dẫn nó đi tập thể dục kiểu như vậy cả nhà. Thì nó sẽ tiêu hao hết cái năng lượng trong cái con người của nó, thì nó sẽ về nó sẽ ăn ngon và nó ngủ yên giống như con người mình thôi. Giống như nam giới mình cũng giống vậy. Mình ăn mà thịt cá nhiều quá rồi mình không có chịu tập thể dục thì cái con người mình thật sự nó rất là hung hăng. Đó, kỹ cho cũng giống vậy đó. Thì loài chó thì nó cũng giống vậy luôn. Nó rất là hiền, nó thích được vuốt ve chăm sóc. Thì cái dòng Bull Terrier này thì hiện tại ở Việt Nam mình cũng đang bắt đầu là gọi là có cái xu hướng phát triển. Nó rất là thích nha, nó rất là thích vuốt ve giống vậy nè. Đó. Thì em làm cái clip này thì cô em cũng mong là cả nhà hiểu rõ về cái dòng Bull Terrier, để mà cả nhà không có hiểu lầm về cái dòng này. Tại vì cái dòng này khi có nhiều mình xem nhiều cái bài báo nói là ồ nó hung dữ. Với lại một điều nữa là có nhiều người nói nó là nó bị lỗ tai, nó bị điếc ở cả nhà, nó không có màng nhĩ. Thật ra không có phải nha cả nhà. Nó có màng nhĩ nha, nó có màng nhĩ và nó rất là nghe lời. Ví dụ như mình muốn làm cái gì cho nó ăn hay tập những cái skill á thì mình phải dụ nó ăn. Đó, thì nó sẽ đó, các bạn thấy không? Nó dụ nó ăn thì nó sẽ ngoan. Con la đen nằm nè. Đó. Nó sẽ ăn, nó rất là thích trợ cái bụng. Trời ơi, rách áo đâu ơi. Đó cả nhà. Thì cái dòng này nó rất là, thật sự theo em thì nó rất là hiền. Và thời gian sắp tới thì em cũng sẽ làm thật là nhiều clip về cái đời sống, cũng như là về cái tính cách, cũng như là cách chăm sóc chuột cái dòng Bull Terrier này. Thì nếu mà cả nhà yêu thương, yêu mến em thì có thể là đăng ký kênh ủng hộ em. Những bạn nào mà chuẩn bị nuôi những cái dòng Bull Terrier á, định nuôi hoặc là chuẩn bị nuôi và có gì thắc mắc á, thì các bạn có thể là comment ở phía dưới video này. Thì em sẽ cố gắng, em sẽ giải đáp thắc mắc những cái gì mà em biết, giải đáp những cái gì mà em biết cho cả nhà, để mà cho cả nhà hiểu về cái dòng Bull Terrier này. Thật ra tụi nó thì tụi nó rất là hiền, tụi nó rất là ngoan. Đó. Để mà huấn luyện được một cái chú chó mà có thể mà làm clip như vậy á, thì nó rất là khó. Đó. Tụi nó thì có một cái thời điểm mà tụi nó sẽ thay răng á cả nhà. Lên nằm nè, lên đây. Tụi nó thay răng thì tụi nó sẽ rất là ngứa răng và rất là thích cạp. Đó, thì lúc đó thì cả nhà có thể là mua những cái dụng cụ á. Nào con này im coi. Mua những cái dụng cụ mà đồ chơi bằng cao su, bằng nhựa
để cho nó cạp á, thì nó sẽ ngoan hơn. Đó, nó thích giỡn vậy đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Con ngồi yên cho ba coi nè. Con nói, cô nói cho cô chú nghe, con có dữ không? Con có hung dữ không? Thì thật ra cái dòng này em kết luận một câu là nó không có hung dữ nha cả nhà. Nó rất là ngoan. Với lại mình phải biết cách huấn luyện nó thì nó sẽ trở thành một con chó rất là thông minh. Đó, cái mặt nó rất là hài. Khi mà mình đi làm gì mệt á, mình nhìn nó thôi là mình hết mệt liền. SC nữa. Nó chịu giỡn lắm, nó rất rất là thích giỡn cả nhà. Đó, cứ vậy đó nè. Gãi bụng nè, gãi bụng rồi nằm im đó, các nhà thấy không? Mỗi lần em gãi bụng á là nó sẽ nằm im gui nè. Nó rất là thích gãi bụng luôn đó. Thì nếu các bạn nào mà hiện tại mà các bạn muốn nuôi dòng Bulldog này á, có gì thắc mắc thì các bạn có thể là comment ở phía dưới video này đó. Tất cả những câu hỏi của các bạn thì mình sẽ cố gắng mình sẽ giải đáp cho các bạn. Nâu, không có cạp cái này con đó. Thì trong thời gian sắp tới thì em sẽ cố gắng làm về những cái clip về cái dòng Bulldog này để cho cả nhà hiểu rõ hơn về cái dòng này, để mà mình không có hiểu lầm về cái tụi nó. Tại vì dòng chó nào thì nó cũng sẽ có những cái đặc tính riêng của nó. Thì cái dòng này thì đặc tính của nó là nó rất là thích đùa giỡn và rất là năng động đó, nên là mình phải tìm cách để mà mình tiêu hao hết cái năng lượng của nó thì nó mới ngoan. Dưới không thì nó sẽ giống như này cả nhà, nó năng động á, nó cứ đùa giỡn, nó cứ kiếm chuyện, nó cứ kiếm, nói chung là nó sẽ kiếm tìm đủ mọi cách để mà nó đùa giỡn với mình. Hả? Nó ví dụ nó chơi một cái banh đi thì nó có thể là nó kéo cái trái banh nó lại cái chân mình để mà nó kêu mình chơi chung với nó. Nó thật sự nó vậy đó. Chứ thật sự tụi nó thì nói tụi nó dữ thì tội nghiệp tụi nó. Khi mà ra đường em thấy, em dẫn nó ra đường mà nó gặp mấy con model cả nhà, nó còn sợ mấy con model nữa. Mấy con model mà con chó lông xù cả nhà biết mà, ai nuôi chó thì sẽ biết con model. Thì mấy con đó nó dữ lắm, nó sủa gấu gấu, mà con này thì nó sợ. Đó. Nó rất là hiền, nó ra đâu ra ngoài công viên của nó cũng sợ mấy con model lắm. Nhưng mà cả nhà xem cái clip mà em dẫn nó ra công viên á, gặp con model màu đen á, nó làm đâu lại model đâu. Toàn nó bị con model chọc giỡn, bị con model quậy, xong rồi model chạy. Thật sự ra nhìn nó thì thấy sợ thiệt, nhưng mà nếu mà mình tiếp xúc lâu thì mình sẽ biết được cái tính cách của nó. Ai mà đã từng nuôi cái dòng này rồi thì sẽ biết được cái tính cách của nó. Và hiện tại là cái dòng này thì nó đang phát triển ở Việt Nam, ở nước ngoài thì nó rất là phát triển. Ở Việt Nam thì có một số bạn muốn chơi nhưng mà các bạn sợ nó dữ nên là bạn không có dám chơi. Thật ra là ở bên nước ngoài á, ở bên nước ngoài người ta có những gia đình người ta nuôi Bulldog với lại những em bé trong gia đình á, để mà tụi nó chơi đùa với nhau cả nhà. Đó là nó giữ trẻ luôn cả nhà. Đó thì hôm nay thì cái clip này nó cũng hơi dài rồi, em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Nếu cả nhà có thắc mắc về cái dòng Bulldog á thì có thể là comment ở phía dưới video giúp em ha. Rồi em sẽ giải đáp thắc mắc cho cả nhà biết. Thì nếu cả nhà yêu thương em cũng như yêu thương cái dòng Bulldog, yêu thương các loại cúng cưng, thì cả nhà có thể đăng ký kênh để ủng hộ em. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà đi nào. Bye bye cô chú đi. Nè. Bye bye cô chú. Bye cô chú đi. Nè. Cười gì cười. Nói nó vậy cả nhà. Bye bye đi. Yeah. Bye cô chú đi. Yeah. Bye đi. Bye cô chú đi. Đó. Nó đang nghe cái tiếng ở ngoài cả nhà. Rất là ngoan nha. Nó rất là thích gãi bụng nè. Em hỏi lần em gãi bụng là nó im gu à. Nút miếng nhiễu nhão ghê quá nào ơi. Khát nước đúng không? Hay là muốn đi chơi? Nút miếng nhiễu à. Đi chơi thì phải ngoan. Ngoan thì mới cho đi chơi nha. Ngoan thì mới cho đi chơi. Giỡn. Nằm giỡn. Nó thích giỡn lắm. Nhà mà có người đông nó rất là thích. Ngồi xuống đây.
Rồi. Nè, ngồi xuống. Rồi. Thì cái dòng này thật sự là nó rất là mến người cả nhà. Nó rất là mến con người và nó rất thích đùa giỡn. Đó. Thì em mong là sau cái video này thì cả nhà có thể hiểu rõ hơn về cái dòng Bull Terrier, hoặc là cái gọi là người ta hay gọi là chó sụt bò, hay gọi là chó mặt hài. Thì mình sẽ hiểu thêm về tụi nó, để mà đừng có hiểu lầm là tụi nó dữ, tụi nó nguy hiểm. Thật sự là không phải đâu cả nhà, nó rất là hiền. Có những nơi người ta nuôi này với chung với lại trẻ em luôn, nuôi tụi nó chung với trẻ em luôn. Thì em xem những clip bên nước ngoài á, là toàn là người nhà người ta nuôi chung với trẻ em á, nó lớn cùng với đứa luôn. Thì tuổi thọ của tụi nó tầm khoảng 10 đến 13 năm. Tuổi thọ tụi nó cả nhà 10 đến 13 năm. Và nó rất là thông minh, nó rất là hiếu động, nó rất mến con người, chứ không giống như là những cái nhà báo đâu mà hay nói là nó dữ và cái sức mạnh của nó cạp giống như một con cá mập. Đó, có nhiều nhà báo nói là nó khỏe, thật sự nó rất là khỏe, mà nó nói là cái mỗi lần nó cái lực táp của nó là mạnh như một con cá mập, hung dữ, hăng, đó, hiếu chiến. Mà em nuôi nó từ mấy tháng nay rồi chưa lần thấy nó hiếu chiến, nó tối ngày nó cứ ngáo vậy đó. Cả nhà mà ai mà xem kênh YouTube của em lâu thì cả nhà sẽ biết Nâu đó. Thì nó rất là hiếu động từ nhỏ, nó rất là mến. Cả nhà xem những cái video đầu tiên của em á, em làm về Nâu rất là nhiều đó. Nó rất là thích vuốt che nè cả nhà. Thôi Nâu ha, chào cô chú đi ha, chào cô chú đi. Nè, chào cô chú cái đi. Rồi, bye bye cả nhà nha. Cả nhà có thắc mắc gì về cái dòng này thì có thể là comment ở phía dưới video giúp em. Thì thời gian sắp tới thì em sẽ cố gắng làm thật là nhiều clip về cái dòng này cho cả nhà xem. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Đây là chào lần 2 rồi cả nhà. Rồi. Xong rồi nha. Cảm ơn Nâu nha. Cảm ơn Nâu đã quay clip nha. Rồi con đi chơi đi.